Rồi ai là người chủ động nói chuyện với đối phương nè? Giờ là bạn của em. Giờ là bạn của em. Bạn đó cũng để dặn. Trời ơi. Nên là em mới không có dám nhìn ảnh là như vậy. Em khóa ảnh lắm luôn. Nhưng mà là em phải giữ giá chứ. Phải giả bộ chứ. Phải giả bộ chứ. Anh nhắn em bận. Em phải bận với chị. Phải bận ghê lắm. Nhưng mà em không bận lắm. Trong vai trò của người yêu đó chứ không phải là kẻ đi chinh phục nữa. Thì em là người tỏ tình hả chị? Sao mà nó tao úng không để giận không có nói. Và sau khi về thì mẹ nói sao? Mẹ kêu là chắc phải về nới cái cửa lên. Cửa nhà mình lên. Mẹ mới xây thêm một cái toilet riêng cho ảnh ở nhà ở quê á. Và lúc đầu thì cũng có hơi bất ngờ, nhưng mà giờ thì em nghĩ là cái đó là mình động lực để mình kiếm tiền. Kiếm tiền để ăn. Hấp quá. Để mình coi coi. Ra đây. Vừa có đi cứu cầu gót không vậy? Wow. Đó đúng đến vai luôn. Trời ơi. Cao 1m mấy? Dạ em cao 1m96. Trời ơi, 1m96. Dạ thôi em đi về chị. Cảm ơn hai vợ chồng rồi. Rồi, hai bạn ngồi đi. Đây là lần đầu tiên có một chú rể cao như đúng vậy rồi. Xuất hiện trong chương trình mình đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Em là người Việt Nam hay người nước ngoài? Dạ em là người Việt Nam. Xin chào mừng hai vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Em là Bảo Ngọc. Dạ, em sinh năm 94, đang làm trong ngành tâm lý học và em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em là Minh Hải, em là chồng của Bảo Ngọc. Dạ ai cũng biết rồi. Anh Minh Hải là chồng của chị Bảo Ngọc nha. Dạ. Minh Hải hôm nay bao nhiêu tuổi, làm nghề gì và hiện tại đang ở đâu? Em năm nay là em 31 tuổi. Hiện nay em là giảng viên của Trung tâm Thể dục Thể thao Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chắc ngồi bóng rổ. Dạ em bóng rổ. Bóng rổ rất là cao vậy chứ. Và đây là một câu hỏi mà tôi ít bao giờ tôi hỏi cho chương trình Vợ Chồng Son lắm nha. Chiều cao của hai bạn là bao nhiêu? Em thì cao được hơn 1.5m một xíu. Còn anh Hải thì cao hơn 1m9 một xíu thôi. Dạ cụ thể là 96 ạ. Dạ con 1m96 à. Đó sắp 2m. Trời ơi, hai đứa gặp nhau ở đâu mà sao mà nên duyên hay quá vậy ta? Dạ, nhưng mà mọi người hay cảm thấy là nếu mà ấn tượng đầu tiên của anh Hải thì cao, còn em thì em không có ấn tượng như vậy. Bởi vì là em gặp ảnh trong một quán cà phê thôi. Em tình cờ em đi vào sau, còn ảnh đang ngồi. Thì khi ảnh ngồi thì ảnh cũng bình thường như vậy thôi. Dạ, em nhìn ảnh nè, em ấn tượng rồi, em không biết là ảnh nhìn em thì như thế nào. Tức là em gặp Hải cái là em ấn tượng liền. Dạ đúng. Em thích liền. Dạ em thích liền luôn chị. Tình yêu sét đánh luôn chị. Ồ vậy hả? Bây giờ Hải nè, Hải gặp một cô gái 1m5 bước vô. Đó, nhìn mình. Rồi lúc đó Hải có nhìn cổ không? Cái này thì em chia sẻ thật, thì lúc mình vợ em kêu là vừa vào quán cà phê mà nhìn em là em xác nhận là không có có. Dạ. Vì lúc mà vợ em vào ngồi xuống chỗ rồi, em nhìn vợ em từ đầu đến cuối mà, nên em biết là vợ em chưa có nhìn em. Ta nhìn lén rồi sao? Dạ. Lúc đó thì vợ em đi chung với bạn của vợ em, mà em nhìn thì ồ sao bạn này mà cười mà xinh quá, cười mà kiểu rạng rỡ ấy. Đó là giờ anh chị cũng thấy. Nụ cười tỏa nắng. Không, dạ vâng. Xinh thiệt. Xinh như cái bé vậy đó. Thiệt, cô xinh thiệt. Mà mắt lại tròn, đẹp, cười tươi. Dạ. Em vào là em để ý liền. Rồi ai là người chủ động nói chuyện với đối phương nè? Giờ là bạn của em. Giờ là bạn của em. Bạn đó cũng để dặn. Trời ơi. Nên là em mới không có dám nhìn ảnh là như vậy. Mà trước khi mà ảnh đi về là bạn em chạy theo xin số điện thoại của ảnh. Nhà. Xong rồi bạn em về, các bạn tức là hai đứa ngồi với nhau luôn, bạn em các bạn Facebook luôn. Trước mặt em luôn. Nhà. Xong rồi ảnh cũng xác nhận, nhưng mà từ lúc đó đến giờ là hai người chưa nói chuyện với nhau câu nào. Ủa mà rồi sao rồi cuối cùng khi em về em không nói chuyện với bạn đó, rồi sao em biết bạn này? Đó. Ồ cái lúc đó thì nó cũng hơi cực đó chị. Tại vì trộm vía là hai bạn hồi đó chơi chung với nhau mà lại không có chụp hình, không có tương tác gì với nhau trên Facebook. Không quá chị nên là em về là em phải vào Facebook bạn kia để mà vô bạn bè để mà tìm cái bạn này. Dạ đúng rồi, bình thường thì mình sẽ vào bạn bè, thì bạn bè thì người ta khóa, người ta không cho xem. Rồi mình kéo từ trên xuống dưới là xem có chụp hình chung với nhau thì tag tên. Thì cũng không có chụp hình chung. Em phải đi xem từng cái comment một, mà xem comment cũng không biết ra luôn. Cuối cùng em phải xem từng cái lượt like thích một. Rồi like, rồi trái tim, rồi thả tim. Thường là bạn mà chơi chung với nhau thì sẽ thả tim. Cái em có thì thả tim. Và cũng may là đến cái đoạn sau rồi nửa ngày thì cũng ra được cái bài lâu lắc lâu lần. Vì hai người đâu biết tên nhau đâu. Tức là vậy là bạn này là bạn rất mê bạn đúng này. Đúng vậy đó chị. Bỏ thời gian mà đi tìm một cách dễ sợ như vậy á. Nhưng mà được cái là bạn em cũng dễ thương. Ảnh nhắn tin là lúc đó có bạn em nhìn thấy tin nhắn của ảnh luôn. Em còn xin phép bạn là giống như kiểu tại vì mình cũng thích nên là mình cũng phải nói với bạn một câu đàng hoàng. Dạ. Nên em cũng xin phép thì bạn cũng dễ thương lắm. Bạn cũng kiểu nếu mà ảnh thích mày thì cứ tiến tới thôi. Rồi bạn đi tìm mối khác. Mà em không hề nhắn tin cho bạn kia. Dạ không. Đến khi cưới mới gặp nhau lại. Rồi em nói với em và em cũng không tin. Nhưng mà lúc đó em tấn công theo kiểu mà đánh nhanh rút gọn hay là theo kiểu mà mưa dầm thấm lâu?
Hình như chị nói em mới để ý, em mới nghĩ lại là hình như cả hai luôn đó chị. Cả hai luôn. Dùng hết chị. Nhanh mà vừa lâu mà vừa bền vừa bỉ luôn. Trời ơi, nó có chiến thuật gì dữ vậy? Vậy là miss tức là gì nào? Sao chị? Là nhắn tin liền. Dạ. Và nhắn tin từ sáng tới chiều tối đêm khuya luôn. Dạ, mưa dầm thấm lâu có dạ, luôn. Có không? Có. Quánh dạ, nhanh rút gọn luôn. Dạ. Đúng không? Em thì em khoái anh lắm luôn, nhưng mà là em phải có giữ giá chứ. Để giả bộ chứ. Phải giả bộ chứ. Anh nhắn là em bận. Em phải bận chứ chị. Phải bận ghê lắm. Nói thật ra em cũng không bận lắm. Mặc dù rất rảnh. Nếu như vậy là em phải đầu tư về thời gian trong bao nhiêu lâu thì em mới hoàn toàn chinh phục được bạn này. Đó, cũng lâu lắm. Cái hồi đó thì em lúc mà vợ em học cao học thì em cũng đang học cao học luôn. Thứ hai vợ chồng thì em cũng, nhưng mà cái chỗ của em học thì nó hơi xa trung tâm thành phố, nó ở dưới Thủ Đức. Thủ Đức, Thủ Đức anh biết không? Chừng đó. Thế là em đi để cũng làm thì em cũng làm ở dưới cái khu đó luôn. Mà nhà vợ em thì lúc đó thì đang ở bên tận nhà bè. Mà nhà em ở Bình Thạnh. À, ngược hướng luôn á. Dạ, vâng, ngược hướng luôn. Nói chung là em đi là không phải là thành hình chữ Y mà thành hình chữ U luôn á. Bao lâu thì mới chính xác là em chinh phục được bạn này hoàn toàn? Cái là trên, trong vai trò của người yêu đó chứ không phải là kẻ đi chinh phục nữa. Chị, em là người tỏ tình hả chị? Hèn chi mà ông ấp ấp úng, không nãy giờ ông không có nói. Sao nó khỏe như cái đi vòng cái chữ U không ạ? Là bao lâu tụi em tỏ tình với nhau? Em quen nhau tháng 10 thì đến Noel là em sẽ tỏ, em tỏ tình với ảnh. Hôm đó là hai bọn em ở Noel á, nên là em ở quê, ảnh thì ở thành phố. Xong rồi em nhắn tin với ảnh thôi. Em nhắn tin bình thường là anh là bạn trai của em nha luôn. Nhắn gọn rõ ràng đi vào bên đây là sao? Bên đây trả lời sao? Anh okay. Không, anh xin lỗi em vì anh không có nghĩ là, thực ra anh quen nhiều hoặc là anh có nhiều mối quan hệ nhưng mà anh không có mối quan hệ nào mà nó rõ ràng, nó nghiêm túc á. Giờ hỏi là cái ngày mà em, mẹ em mà thấy bạn này, mẹ em có hết hồn không? Không, bây giờ bước vô nhà có khom người. Mẹ em choáng á chị. Mẹ mà thấy cái là mẹ hết hồn đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, mà chị chọn đúng người luôn, là mẹ em là người choáng nhất. Đúng không? Dạ đúng. Vì em cao bằng mẹ đúng không? Và sau khi về thì mẹ nói thì sao? Mẹ kêu là chắc phải về nới cái cửa lên, chắc phải về nới cái cửa lên. Cửa nhà mình lên. Mẹ mới xây thêm một cái toilet riêng nhà ảnh ở nhà, ở quê á. Dạ. Tại sao con rể nó bị ảnh hưởng tới cái cột sống cột đó, đúng không? Là xây riêng nhà ảnh một cái toilet. Nhưng mà là mẹ có cảm tình liền với bé. Dạ đúng rồi. Rồi còn bên em sao? Bên em mẹ mà thấy em bé mà sao mà nó lại lùng cấp kỳ như vậy so với con mình á, thì mẹ có nói gì không? Thì mẹ em cũng ý là buột miệng nha thôi. Dạ kêu sao nhỏ con dữ vậy. Sao mày 1m96 thì mày phải tìm con vợ 1m86 chứ. Hay là như sao mày lại... nhất cũng phải là 1m96. Sao mày lại như thế thì hai đứa lại gấp đôi nhau à? Mà vậy tụi em về cái chiều cao nó cũng cứ xoay quanh cái nó hơi tế nhị, mà cứ xoay quanh cái toilet thôi. Nhà vợ em thì phải xây thêm một cái toilet mà cao 2m, tại vì 3m đó anh ạ. 3m. Dạ. Vì nó liên quan đến cái vòi hoa sen. Nếu mà thấp hơn như vòi hoa sen là thấp quá. Hay quá. Tại vì ông này mà vô là nếu mà cúi đầu thì mình vẫn ấy được. Đúng mình rồi, vẫn có thể khắc chế là mình cúi đi là xong, nhưng mà liên quan đến cái vòi hoa sen. Dạ. Còn bên nhà em thì ngược lại là nhà em thì cao quá là cả tới, ai cũng tới, cao hết. Giới được. Bố bà em anh em đều 1m86 rồi, cao quá bố không tới chứ lại phải hạ xuống khoan lại. Rồi bây giờ hai đứa về ở riêng á, thì bây giờ cái toilet thì sao? Toilet thì xây theo chồng hay xây theo vợ? Làm hai cái nấc để treo dạ, cái vòi hoa sen thôi. Có hai dạ, nấc luôn, có hai nấc. Nhưng mà nói chung là nội thất nhà em cũng trộm vía, là những cái liên quan đến tiện nghi á thì là dành cho em, còn những cái liên quan đến làm việc nhà thì dành cho anh. Ví dụ như bồn rửa chén hay gì đó thì sẽ cao. Là phải cao để đánh rửa đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi cây lau nhà máng tuốt ở trên đọt cây. Cây lau nhà thì nó to gấp đôi em vậy, kiểu vậy. Nhỏ mà có giỏ. Bây giờ qua tới cái kia đi. Là cái trang chương gì á dạ. Chồng em á có nhiều những cái mà thú vị mà sau khi mà hai đứa về ở với nhau rồi đó, thì em mới phát hiện ra không? Ví dụ như một lần vậy anh ăn là bao nhiêu chén cơm, anh uống bao nhiêu ly nước, hiểu không? Rồi cái giường thì sao đây đó. Cha, cái vụ cái giường cũng lỡ đúng rồi, đúng rồi. Thì nhất là đặc biệt là cái giường thì trộm vía là giường nào thì chồng em cũng không có thiếu thôi, nên là anh cứ từ nhỏ đến lớn là cứ lò chân ra ngoài là lò chân ra ngoài vậy thôi, chứ không cần phải ai sửa, không phiền hà ai hết. Ủa em cái giường 2m là em nằm được mà chứ đúng không? Dạ, nói chung là 2m thì mình không thể nào mình chạm cái đầu vào thành giường được, nó cũng phải chích xuống tí thì lúc nào cái chân em cũng có nới ra được không? Có nới được không? Để thửa được cái giường mà thửa được mà đúng rồi. Hồi xưa ở nhà em là cái giường là nó đều có thành trên và thành dưới. Ừ. Chứ xong em phải gỡ cái thành dưới đi để cho nó thọt ra ngoài. Để cái thò chân ra ngoài nó cũng không phiền hà ai hết. Bây giờ thì
thì sao? Bây giờ thì cái nệm nó cao quá. Cái nệm nó cao thì nó vượt qua cái thành giường rồi. Thì mình cứ để thoải mái thôi chứ mình không cần phải gỡ thành giường nữa. Trời ơi, bữa nào rảnh nó đi đóng một cái giường mà rộng mênh mông như sa mạc, cái vui lắm. Rồi bây giờ kể đi, kể đi nè. Những cái tật xấu của anh đi. Nói chung là hai vợ chồng em có một động lực kiếm tiền rất là lớn. Nó nằm ở... anh ăn rất nhiều. Anh ăn gấp đôi hoặc gấp ba người bình thường. Em nhiều khi em không tưởng tượng được ăn đi ăn ngoài tiệm á là 2-3 tô phở là bình thường. Với ảnh, sau lại cũng sẽ cảm nhá. Thấy anh sẽ cảm thấy đói. Lúc đầu thì cũng có hơi bất ngờ nhưng mà giờ thì em nghĩ cái đó là mình động lực để mình kiếm tiền. Kiếm tiền để anh ăn. Với cơ thể này làm sao mà ăn được như là người bình thường của mình được. Yeah. Đâu có nuôi nổi cái cơ thể. Em ăn một lần con bò không em? Phải là quá. Quá. Con bò con. Không bê. Một con heo sữa thì còn có thể chấp nhận đúng không? Không thể do đi hết. Cái việc mà ăn nhiều, uống nhiều thật ra nó không phải tật đâu, là do cái thể trạng của ảnh ảnh thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Em cũng vui lắm tại vì mình nấu ra xong rồi chồng mình ăn được nhiều mình cũng vui lắm vậy. Mà luôn luôn nhiều. Rồi là quần áo quá vứt lung tung có bừa bộn không? Là có thấy là đó có một cái cười mà một cái cười gằn giọng là thấy có bộ bộn đúng không? Ảnh không có bộ bộn nhưng mà ảnh là để cái chỗ ảnh cảm thấy tiện mà chỗ đó em không có cảm thấy tiện. Ví dụ chỗ là chỗ gì? Ví dụ như chìa khóa đi chẳng hạn, đi về thì anh sẽ đặt ở ngay cái trước cửa nhà, còn em thì có một để chỗ để chìa khóa riêng chẳng hạn. À, như vậy là bừa bộn rồi đó. Không có ngăn nắp đó, không có ngăn nắp. Cái chỗ này em thanh minh tí chị. Vợ em thì chỉ có muốn một chỗ để chìa khóa thôi. Còn em thì vẫn là cái chỗ đó là chỗ để, chứ không phải là mình cứ hôm nay mình để tủ lạnh cái thì ngày mai mình để bếp nữa, không. Nó vẫn là cái chỗ đó nhưng mà nó ngay ở ngay sát cái cửa. Để mình ra vào thì cửa chìa khóa thì không phải nằm ngay cửa thì là hợp lý đúng không ạ? Vợ em không. Là phải để ở cái chỗ này thì nhìn nó mới đẹp, nó mới trang trí được nhiều cái thứ. Móc khóa rồi thì mọi người sâu ra. Để chìa khóa. Dạ đúng rồi. Không vậy vấn đề này phải coi lại nha. Là do bừa bộn, là do bên này kỹ quá. Rồi, continue. Còn cái gì tật xấu không nè? Có một cái là nó hát rất to. Hát to lắm ạ. Hát? Ví dụ anh đang ngân nghe, anh ngân nghe là em sẽ bị giật mình. Tỉnh dậy, dữ đó nhỉ. Anh hát, vì thực ra cái người anh mà mình đã giật mình rồi. Còn ảnh mà lên cao độ nữa chắc cả xóm giật mình luôn. Dạ. Anh lên cao độ mà hát bằng cả tâm hồn chắc chết. Em cũng đang tập cái việc ngưng hát. Vậy em muốn chồng thay đổi cái gì nè? Em nói đùa như vậy thôi, em không muốn chồng em thay đổi gì hết. Em yêu ảnh là từ ngày đầu đến bây giờ thì nó càng ngày nó càng yêu hơn. Tất cả mọi thứ, kể cả cái ví dụ như ảnh có bừa bộn đi chăng nữa. Nhưng mà hay lắm chị, giống như kiểu ảnh bừa bộn đúng không? Ví dụ người khác mà vợ nhắc quá nhiều á. Vì em thực sự em là người kỹ tính thật, vợ nhắc quá nhiều á thì sẽ khó chịu. Còn ảnh thì luôn luôn là dạ anh biết rồi. Từ lúc bắt đầu quen nhau đến giờ là gần 7-8 năm mà lúc nào cũng dạ anh biết rồi. Trời vậy hả? Dù em một ngày em nhắc có thể 100 hoặc 1000 lần thì vẫn là dạ anh biết. Em ghiền cái sự nhắc nhở đúng không? Phải không? Một ngày mà thiếu nó cũng... Vậy là bây giờ phải chuyển qua cho em liền đó. Vậy là chắc cái cô này là kỹ tính, tự cô nói nha. Đó. Ví dụ như trước đây thì trước khi gặp vợ em thì em cũng thay đổi. Yeah, vì em cũng khá, cũng tự thừa nhận là cũng khá là bừa. Yeah. Em cảm thấy giống như là mình làm sao mình đụng cái gì là có cái đó, là nó mới phù hợp với bản thân em. Nhưng sau khi em gặp vợ em thì em lại suy nghĩ là ở cái nhà sạch sẽ, nhà gọn gàng thì mình cảm thấy nó thoải mái hơn nhiều, nó chất lượng cuộc sống nó tốt hơn. Có nghĩa nhiều. Là em gặp vợ em là em giác ngộ rồi. Dạ vâng, đúng rồi, giác ngộ. Cho nên đó là những cái tốt. Dạ. Cho nên nãy giờ là em đang bị lạc đề đó. Dạ. Bây giờ em phải nói những cái mà em cảm thấy em chưa hài lòng lắm về đó. Vợ của em. Rồi có ghen không? Dạ có. Ừ. Kể đi đừng có nhìn vợ. Thì nãy giờ anh chị cũng nhìn thấy em là người khá là thật thà. Thế xong mà vợ em hỏi gì thì em cũng cố gắng là em trả lời cho vợ em vui. Dạ. Thế vợ em mới hỏi là bây giờ nếu mà được quay lại thì trong cái số người yêu cũ của anh thì anh sẽ nghĩ là quay lại được với ai? Em cũng cố em ngồi em nghĩ, em còn phải thống kê lại. Tức là em thật mà em muốn lúc nào em nhỏ nào. Dạ. Em cũng muốn là trả lời làm sao đó để vợ em có một cái câu trả lời gọi là mình đặt tâm vào, mình suy nghĩ chứ đúng không phải là trả lời đại. Rồi sao? Cũng nghĩ ra một cái tên. Giống như là cũng nghĩ đại. Thôi mình nghĩ đại ra. Mấy Huế, mấy Huệ gì đó. Mấy Huế. Xong là cãi nhau, giận vợ em giận luôn. Dạ đúng rồi. Tại sao phải chọn người đó chị? Nhưng vợ em không muốn nghe câu đó. Vợ em là phải muốn nghe một câu là không. Không bao giờ. Đúng rồi chị. Làm gì có một câu là chỉ có em mà thôi. Dạ đúng rồi. Tại vì nó thà quá. Do em thật. Nhưng mà em nói thiệt đi, có thật sự là em muốn quay trở lại? Dạ không. Như vậy là vợ em bị cái tính đa nghi quá hay thử kiếm chuyện đó. Cuộc sống nó êm đềm quá. Đúng rồi. Em thích drama hay em? Êm đềm quá em đâu thú vị đâu. Ngoài cái việc mà vợ em ghen ra thì nó chưa đủ.
Dạ, vợ em còn cảm thấy là em không ghen đó là một vấn đề. Giống như mọi người thường ấy, không ghen, tức là mọi người suy nghĩ rằng là không ghen tức là không quan tâm, không yêu. Dạ. Nhưng mà quan điểm của em thì cái việc đó thì giống như là mình cảm thấy có cái gì đó. Bây giờ vợ với chồng yêu nhau hết mực nhau suốt ngày, bọn em mà có thời gian rảnh là gần như là dính sát vào nhau luôn. Bố mẹ vợ em cũng nói là nếu mà Hải mà nó có quen ai ngoài chắc cái đứa đó nó cũng héo mòn đợi Hải. Lúc nào hai người cũng dính sát vào nhau hết. Thế rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì đó? Thực ra em là một người chuyên về thể thao. Dạ. Vợ em thì chuyên về tâm lý, nên vợ em thì chỉ có chữa lành tâm lý thôi. Không có chữa lành cơ thể thôi. Dạ. Mà không chịu chữa lành về cơ thể, về cơ thể, về cơ tác. Dạ đúng rồi. Em thì vợ em thì cứ kêu là anh có vấn đề gì với cái hình dáng của em không, thì em trả lời thật là không, anh thấy lúc nào cũng đẹp. Nhưng có cái là mình tập thể dục thể thao thì nó tốt cho sức khỏe chứ không phải là để về cho vóc dáng cho đẹp. Thế là có em bé chưa? Dạ chưa, em chưa có. Thế là mong muốn vợ nên tập thể thao nhiều hơn. Dạ. Đúng không? Không phải là cái chuyện là cải thiện vóc dáng, mà là tập thể thao nhiều để cho có sức khỏe tốt hơn. Cảm ơn hai bạn. Em là Nguyễn Thái Thông. Năm nay em 33 tuổi. Em 33 tuổi. Cái gì? 33 nữa hả? Dạ. 33 đó hả? Ngạc nhiên. Dạ. Này quên nhạc. Ây, ngạc trời. Nhiên khác vậy. Em quá trẻ so với số tuổi của em. Em thì quê ở Tiền Giang. Đây là bà xã. Dạ, em tên là Võ Thanh Trúc. Năm nay em 30 tuổi. Thì em là quê ở Đồng Nai. Tụi em cưới nhau đến nay là đã được 2 năm 3 tháng. Trời ơi, cái giọng dễ thương gì đâu mà. Như vậy thì chị có thể đoán xem thử phải không nha. Dạ. Chắc là cái ấn tượng đầu tiên của em về vợ em là giọng nói đúng không? Dạ đúng ạ. Em có thể kể cho chị nghe cái ấn tượng đó lúc em gặp là ở đâu, tại chỗ nào, và khi mà em nghe được giọng nói này, cái cảm xúc trong người em ra sao? Dạ, em với bà xã em quen nhau tụi em sinh hoạt đội công tác xã hội thanh niên thành phố. Thì bạn này thì mới vô đội, ngồi nói chuyện thì bắt đầu phát biểu ý kiến, thì em bên này em mới nghe xong em mới quay qua em nhìn, thì em nói với mấy đứa trong nhóm là ê, bên kia con nhỏ mới giờ nó có giọng éo ghê mọi người. Là ấn tượng xấu. Ấn tượng xấu hay là ấn tượng tốt? Chứ bao nhiêu nói vậy sao? Em chỉ ngồi là em bàn luận thôi, là tối nay chúng ta là sẽ đi đến Bến Thành trước đó, có như vậy thôi mà ấn tượng xấu rồi. Vậy à? Thật ra là tượng đầu tiên của em về chồng em á là cũng có tốt. Tại vì hồi đó là nói nhiều ấm nhớ mà đen thui nữa, mà nói quá trời nói luôn. Em vậy ngồi bên em nói với qua là cái bạn trai bên đó mà sao mà cứ chưa thấy hình mà đã thấy tiếng lên trước rồi. nói cứ thế luôn đó, là bao sân luôn. Mình đoán sai lầm quá, tức là sai lầm rồi. Có nghĩa là hai bạn là đầu tiên ấn tượng là không ưa nhau đó, đều. Dạ. Ấn tượng không có đẹp đúng vậy, đúng không? Và không ưa tới mức nào ta? Dạ ghét lắm anh. Ghét. Dạ coi như là ghét lắm. Mà lúc mà chuẩn bị xuất quân đi thì đội trưởng mới ra phân công một nam chở một nữ đi, tại ban đêm lúc đó 10 giờ 11 giờ rồi, thì lại phân công em chở bạn này. Lại vô ngay này là mình trong lòng là thấy là không ưa rồi, là ghét rồi. Đã như vậy còn gặp một cái chuyện là đi được một phút khi mà người ta cứ đi bong bong là hai đứa em lại bị thủng bánh xe. Vậy à? Thủng bánh xe xuống là bắt đầu là mình bị rớt lại rồi. Là vừa đẩy xe vừa lầm bầm. Mà cái bạn này vốn dĩ là đã quá ấn tượng với giọng của em rồi, mà thêm vào em lại lầm bầm nữa chắc cũng vui lắm mà ha. Bạn này cũng không có vừa, cũng lầm bầm nói là em. Đó là tại bà mập quá mà xe tôi bị vậy. Tại vì thực chất là lúc đó em cũng mập hơn bạn này thiệt. Có cãi nhau nảy lửa không? Dạ không, cứ mạnh đứa nào đấy lầm bầm nói. Tại vì không có ghét nhau rồi, không có nói chuyện với nhau. Khi nào mà hết ghét nhau? Cái nhà em có tang sự, ông ngoại em mất. Thì em về quê lo tang sự cho ông. Ba ngày hôm sau thì em thấy bạn này với một anh nữa trong đội từ thành phố về Tiền Giang em. Rồi cái ngày hôm đó, cái cơ sự gì mà để cho tụi em có thể là bớt đi cái cảm giác là không ưa nhau? Thì lúc đó buồn, mà mọi người ngủ hết rồi. Thì em còn thức, và bạn cũng còn thức. Hai đứa mới ra ngoài đằng trước ngồi ở dưới quê thì trống trải rồi, mà đứa nhìn trăng nhìn sao ngồi nói chuyện. Lúc đó thì bạn này cũng an ủi, thì em cũng đang tìm sự an ủi từ bạn bè, rồi hai đứa ngã vào nhau đó. Em dựa hay là? Dạ lúc đó em vừa vô trước. Dựa vô trước. Dạ. Em dựa vô trước. Dạ. Cảm giác của em lúc đó là sao? Dựa vô rồi thì cái cảm giác như là hình như chắc là ông trời cũng đặt cái bờ vai này cho mình, rằng mỗi lần mà mình có đi đâu về thì chắc bờ vai này là chỗ điểm tựa cho mình. Trời ơi, tình yêu phải từng bước. Đó bây giờ muốn nghe cái bước tiếp theo của bạn. Rồi sau một thời gian đó bắt đầu tụi em mới bắt đầu tiến tới xin phép gia đình, hai đứa em quyết định là đám cưới nhau. Rồi sống với nhau chừng đó năm rồi thì thấy là cái tình cảm đối với nhau cho tới giờ phút này thì như thế nào? Có giống như hồi mới yêu nhau không? Cuộc sống thì bắt đầu có nhiều cái nó xảy ra.
thay đổi đó. Dạ thay đổi. Mới cưới nhau về là nhìn nhận sự việc là đã cãi nhau rồi. Bà xã em lại có cái tập cãi nhau là chui vô cái tủ áo ngồi. Dạ số lại vậy, tại vì hôm đó là lần đầu giận cãi nhau dữ rồi. Cái là em tính là xách vỏ đi chơi. Đó, xách vỏ bước tới cửa rồi phát hiện ra nhớ lại, giận quá giờ mới nhớ lại mình không có biết đi xe. Mà giờ đi lên nhìn cái mặt người này thấy ghét quá, nên quyết định chui vô tủ áo trốn. Đó em nhớ là 11 giờ trưa đó, nó nắng dữ lắm. Ngồi hồi cái chịu hết nổi, đừng là quay qua quay lại cái làm lục cục cho chồng em thấy để kêu ra. Sao ngồi quá cũng không thấy kêu ra. Lúc đó em nghe lục đục thì dạ. em nghĩ là trong đó là cái gì? Ông em biết vậy mà trời ơi, mình làm em nói kệ để thử coi chừng nào chui ra. Cũng ác quá nè. Dạ ác. Tiếc rồi em nói mệt, em nói em tự chui ra. Bây giờ còn có vụ đó nữa không? Dạ thì bây giờ giận quá thì thôi chui vô đó ngồi tí là tự chui ra nữa. Vậy hả? Không lần nào kêu luôn? Dạ không, tại cũng quen rồi. Mà tính em thì lại mau quên nữa. Nên là em chui ra hồi là nói chuyện lại. Hai đứa em lấy nhau về rồi á, quen nhau bao lâu? Dạ hơn 8 năm. Trời ơi. Quen nhau 8 năm. Vậy tình yêu này quá lâu dài. Đúng trời rồi. Ơi. Nhưng mà có khi nào mà yêu nhau 8 năm nhưng mà về vẫn còn ngộ ra, phát hiện ra những cái điều mà lúc yêu không hề biết đâu. Dạ đúng rồi, nó nhiều lắm. Chẳng hạn như là bạn chồng em, bạn Thông nè. Đó là đi về là mỗi lần mà cứ nhậu xỉn về là cái chuyện cũng hơi lớn tiếng. Rồi sau đó là nằm xuống. Nằm xuống cái là tưởng ngủ rồi mà không ngủ. Cứ đầu nhẹ ra. Hát đi. Hỏi hát gì? Hát đi mới ngủ. Rồi là sau đó em hát. Rồi mới chịu ngủ. Mà em hát nhiều khi em buồn ngủ quá em ngủ luôn. Quay qua đập đập. Hát tiếp đi tại bên này chưa ngủ. Em thường đi nhậu về có là nằm á là em ơi, dễ này à. Cái vợ nói là biết rồi, ngủ đi không. Dạ hát đừng mới ngủ à. Cái hỏi giờ hát gì? Cái nhiều khi thì em kêu hát nhạc nhạc trẻ hay là nhạc chân ca là cái bài gì đó, lúc đó tự nhớ gì là kêu hát cái đó thôi. Kêu hát thử coi. Em nhớ có lần đầu về thì em ghét quá, tại em chưa quen mà. Em ghét kêu em hát cái gì, kêu em hát hãy nín nín đi con. Trời, công nhận hay thiệt nha. Chị đang tính nói chứ mai mốt á em cứ xài nguyên cái bài đó đó. Gió mưa thu. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đâu có chịu. Vậy là đâu có xỉn đâu, vậy là làm bộ để mà bắt em hát thôi. Chứ còn xỉn là biết cái gì, mình hát cái gì là phải nghe cái đó, còn đây là còn chọn bài. Dạ chọn bài hát theo yêu cầu mà. Đó, bây giờ chọn thử bài đi. Như là hát Dạ Cỏ Hoài Lan kìa, mới chịu ngủ nha. Vợ em hát cái bài đó nhất hả? Dạ. Mời em. Từ là từ phụ tương bao kiếm mà sắc phong lên đàn dạo ra luôn trân muốn ngủ rồi đấy già năm cánh mưa ngàn rồi ngủ rồi đó. Ủa, đây là vợ ru chồng. Tôi ghê chị đó nha. Cũng hay chứ bộ chị. Trời ơi, hay, lớn hay. Vậy rồi mà cũng còn nhõng nhẽo đó là sao? Chị mới thấm thiết chị. Vậy hả? À, em nói vừa nhõng nhẽo mà cũng vừa bà Tám nữa. Vậy bà Tám à? Ông chồng này bà Tám hả? Dạ, khi mà cưới về là mới phát hiện là cũng bà Tám dữ lắm. Tức là khi mà hồi đó là trong nhà em á, là em cũng được dạng nói nhiều. Nhưng mà sau khi lấy bạn Thông về là biết là bạn Thông còn nói nhiều hơn. Kiểu phụ thuộc của mình luôn. Dạ, nhà em có chuyện gì á, nhiều khi đi làm thì không biết chứ bạn Thông biết hết. Không những biết trong nhà mà biết cả ngoài sớm luôn. Đang ăn cơm mà nghe cái gì mà rào 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 ngoài à, buông chén phi thẳng ra đó luôn. Xong mỗi giàu về em chỉ việc ngồi ăn tiếp thôi. Mình biết hết mọi chuyện nha. Thay vì ngày trước là mình là người chạy ra phải tự đi tìm hiểu. Chạy ra săn tin. Còn bây giờ có ông chồng săn tin rồi về báo lại. Quá tâm đầu ý hợp rồi còn gì nữa. Khi nhiều khi hàng xóm không biết em nhưng mà biết bạn Thông. Vậy thì em muốn chồng em phải sửa đổi những cái gì sau khi cưới? Dạ thì chồng em thì khéo tay với lại tỉ mỉ lắm, nên nhiều cái việc em làm chồng không có thích, tại vì em thì hậu đậu quá với lại lề mề. Là những cái điều mà Trúc nói là em thấy đúng không? Dạ đúng vậy. Và em có muốn Trúc thay đổi không? Dạ thì em lúc nào cũng muốn cho vợ em làm cái gì phải cho nó nhanh lẹ lên. Nhưng mà bây giờ người ta nói là ở trong gia đình nó được vợ mất chồng, được chồng mất vợ, vợ mà lanh á thì chồng phải khờ. Còn giờ chồng lanh quá rồi vợ cũng lanh nữa thì hạ tới chết hết thì sao? Em nhằn nhằn mà cũng đâu có được gì đâu. Cũng không có sửa. Không thay đổi gì hả? Không có thay đổi đâu. Bây giờ về, cưới nhau về rồi mới biết chậm thiệt là chậm. Nhiều khi cố tình hơn. Dạ nhưng mà cái đó người ta nói cũng hay, chậm mà chắc. Chậm mà chắc. Đúng rồi. Thôi thì chị nghĩ rằng á, Trúc đã chấp nhận một cái nửa kia của mình với những gì mà Thông đang có. Yeah. Đúng không? Trúc đâu có bắt em phải là bỏ cái bà Tám đi hay là thế này thế nọ thế kia đâu. Đúng không? Yeah. Thì theo chị, Thông cũng chấp nhận cái gì mà người bạn đời của em đang có. Bởi vì cái mà cổ nói rất có lý, chậm mà chắc.
đúng không? Thì đương nhiên cái bản chất phụ nữ là như vậy rồi. Chị cảm ơn xin em. Cảm ơn em. Vợ cũng hiểu mình nói, anh cũng muốn giống em lắm nhưng mà anh nói tiếng Anh của mình chưa được ha. Level của anh ở số 1 thôi, thôi mà các em tới số 100 rồi. Anh sau, khổ quá. Sau chương trình này cho em tặng nhanh Quốc Thuận một khóa cãi nhau bằng tiếng Anh. Ô trời cho, ơi, được, cho... ok, anh đồng ý liền. Cho mình đồng ý cho mình bớt giận. Dạ. Rồi, nhưng mà nó nghe nè, sau cái bữa mà đi uống cà phê nói rất nhiều như vậy thì rồi sau đó là bắt đầu là tiếp cận với nhau rất nhiều. Và các bạn lại có điều kiện trong những buổi workshop. Và nói bằng tiếng Anh, đúng không? Thì bao lâu thì bắt đầu mới có một cái sự tỏ tình và có nụ hôn đầu tiên? Thì nhiều khi ảnh mời em nhiều quá mà trong lòng em lúc đó là mới năm 2 còn rất là máu học. Tại vì học sinh giỏi mà rất là muốn học, rồi đi làm nữa đâu có thời gian đâu. Nhiều khi nói trời sao mời hoài, kiểu trong lòng như thế. Nhưng mà có một hôm thì đi mời em ở Sài Gòn em mới đi được. Sau đó thì em đi, ảnh hẹn em ra cầu Ánh Sao đi dạo ở quận 7. Cũng lãng mạn lắm. Thì tự nhiên nói với em, Nhi ơi anh thích nắm tay lắm đó. Mà em mới nói trong lòng chứ, nắm thì nắm đi, còn nói câu nói. Nhi ơi anh thích nắm tay lắm đó, không để giờ em từ chối. Nên là em cứ cho nắm luôn. Có nói là không? Nắm đi không? Dạ không, em cứ im thì muốn làm gì thì làm, em nói vậy đó. Thì anh nắm tay em, xong sau đó thì đi dạo một vòng. Rồi cuối tuần ảnh chở em về Biên Hòa, tại vì hai người cùng học và làm việc tại Sài Gòn. Cuối tuần thứ bảy chủ nhật cả hai đều hướng về gia đình, cho nên là sắp xếp mọi công việc để có thể về Biên Hòa. Ảnh thấy em đi xe máy, con gái đi xe máy hoặc là xe buýt nguy hiểm quá mà xa nữa, cái quận 7 đi về Biên Hòa rất là xa, thì ảnh có ngỏ lời là ảnh đợi chở em về. Chở bằng xe máy sao? Dạ chưa, xe máy lúc đó là xe máy, lúc đó là ảnh, em không biết ảnh là ai, em chỉ biết ảnh là làm dân ngân hàng thôi. Lúc đó là ảnh vừa đi làm ngân hàng vừa khởi nghiệp nên là công việc cũng rất là bận. Xong sau đó thì chở em về thì đứng ở trước nhà mà mẹ em thấy, ủa kêu bạn vô đi chứ đàn ông con trai chở phụ nữ về không có được đứng trước cổng như vậy, phải đi vô sân chứ để người ta dòm kiểu như thế. Thì có vô, xong sau đó xin mẹ em cho em đi coi phim buổi chiều, thì vô rạp phim là nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên là trong rạp phim. Dạ đúng rồi. Vô trong rạp phim có anh thích hôn lắm đó. Có nói không? Lúc đó thì chưa, không có nói. Chỉ có quay qua coi phim ma nữa. Nắm tâm lý dữ lắm, coi phim ma để con gái sợ. Nhưng mà thật ra em đâu có sợ đâu, em như em cũng giả bộ sợ. Để em núp vô, thế là ảnh hôn luôn. Mấy người kinh doanh mà người ta cũng nhanh lắm, cơ hội tới là bắt chụp liền chứ không có để lọt lưới gì hết trơn. Đúng không? Dạ. Như vậy là chính thức quen nhau sau bao nhiêu lâu thì tụi em chính thức ta? Thật sự là khoảng 9 tháng đầu tiên. 9 tháng. Dạ. Thì sự em có một cái góc nhìn lúc em quen Nhi á, thì em biết bạn này chỉ đang là sinh viên, bạn sẽ ưu tiên việc học và bạn cũng đang năm 2 thôi. Nhưng mà lúc đó em đã vào độ chững là 29 tuổi rồi. Và em nhìn lại từ lúc em 24 tuổi là em có một mối tình đầu tiên là 5 năm á, thì em gần như tất cả những bạn gái trước đó em không hiểu lý do vì sao có thể rất vui, rất nồng nhiệt, mọi thứ tuyệt vời. Nhưng cứ sau khoảng 6 tháng, 1 năm nó lại có một cái điểm dừng nào đó, tự nhiên hai người phát hiện ra. Thì khi mà em sau 9 tháng em nói chuyện với cô bé này á, thì em nhận ra một cái điều là không hiểu cái cảm giác yêu của em không còn nồng nhiệt như xưa nữa. Nhưng em cứ về em gặp cô bé này em nói chuyện thì em có một cái chữ là em thấy em yên lắm. Em yên bình lắm. Bình yên đó. Bình yên vô cùng, lúc mình 29 tuổi mình không còn muốn ra, không phải một cái quan hệ gì nữa. Mình tìm một cái gì đó bình yên và mình thấy là cô bé này cho mình một cảm giác yên, cho nên bây giờ con trai của em tên là Đinh Đức Yên. Và cô bé này có một điều là thích nấu ăn, thích chăm sóc gia đình. Hướng nội và rất có những cái điều mà buổi sáng sớm khi em đi làm á, thì bạn này rất là nhạy cảm, viết cho em một cái viết thư viết tay. Anh đi làm vui nhé. Tự nhiên nó khiến cho em một ngày nó xúc động vô cùng, mà trước giờ những cô gái trước đó họ không có điều đó. Còn ngay cả bây giờ khi mỗi lần em đi công tác, em đi sân bay cũng vậy, vợ em làm cho em một cái hộp đồ thức ăn. Anh đi công tác bằng em nhé. Thì những cái điều rất nhỏ nhỏ đó nó khiến cho cái một người đàn ông kinh doanh á, em thấy cái sự bình yên vô cùng luôn. Thì sau 9 tháng thì em nghĩ là lúc đấy mình cũng chớm gần 30 tuổi rồi. Thì mình mong muốn gì cho cái quan hệ này thì lúc đó em thực sự nghiêm túc. Em rất nghiêm túc luôn. Em hiểu. Và em không biết bạn này nghiêm túc với em không, thì em vì bạn trẻ quá, hơn nhau 9 tuổi, góc nhìn nó khác lắm. Tại em 29 tuổi em ra đời em làm ăn, em hiểu hết cuộc sống. Nhưng em không chắc bạn này sau ra trường bạn có muốn lập gia đình hay không, hay bạn sẽ trả lời với em là anh Quyền ơi, em chưa có sự nghiệp mà. Mà chẳng lẽ bây giờ em đợi đến bạn 28, 30 tuổi bạn mới hôn thì em lại già mất tiêu rồi. Trên đôi khi một số giai đoạn đó em cũng 2 năm đầu tiên em không dám là phải nói với Nhi là anh rất muốn là sau khi em ra trường mình kết hôn đi. Tại lúc đó anh cũng 32, 33 tuổi là rồi. 2 năm đó. Thì rất nhiều những yếu tố đó sau 9 tháng, sau 10 tháng, sau 2 năm thì em mới thấy là bắt đầu cô bé này cũng rất là chân thành. Và cô bé này cũng rất mong muốn
được xây dựng gia đình. Chứ bạn không ưu tiên làm kinh doanh như em. Nếu mà bạn ưu tiên kinh doanh như em thì chắc có thể là sau 4-5 năm quen nhau, phải đợi thêm 4-5 năm nữa thì nó rất là tương như đối. Vậy là tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ tụi em quen nhau hơn 4 năm rồi cưới. Dạ. Như vậy là trong 4 năm nó chắc chắn là bình yên và không có sự cãi vã gì đâu. Dễ gì? Dạ. Em xem không phải tại vì bạn này nói rằng là cô ấy luôn luôn tạo cho tôi một cảm giác bình yên. Khó lắm bình dạ. yên gì hợ chinh nhau 9 tuổi quan niệm về lý tưởng gây nhau về nhiều cuộc sống. Dạ thật ra là 2 năm đầu tiên mà khi em vẫn còn học đại học á thì nó dường như là một màu hồng mà có thể là nói là màu đỏ luôn á, nó rực rỡ, nó đẹp vô tươi, cùng hồng tươi tươi, tươi mà không có một xíu xám nào hết. Cả hai người cũng thế. Thì cho đến khi mà em tốt nghiệp đại học, em đi làm, em có nhiều cái mối quan hệ hơn, nhiều cái vấn đề phải suy nghĩ hơn, và anh này thì đã có nơm nớm gì đó đề cập đến vấn đề kết hôn. Thì giống như anh nói là tốt nghiệp xong thì em có nhiều cái suy nghĩ rộng mở hơn, lúc đó em có mong muốn là học thạc sĩ nữa. Thì em cũng đi làm khoảng 2 năm thì ảnh nói là đủ nồng đủ mùi đủ chín mùi để mình kết hôn rồi. Thì lúc đó em về nhà em cũng đắn đo dữ lắm, cũng suy nghĩ, tại vì 2 năm từ năm thứ 3 và năm thứ 4 tụi em cãi nhau rất nhiều. Nó bắt đầu xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn. Về vấn đề gì? Dạ nó đủ loại trong cuộc sống hết, cái này chắc để chồng chia sẻ. Thật sự là em không, mình kể về cái vấn đề mà trầm trọng á. Dạ. Những nguyên nhân trầm trọng. Thật sự là lúc mà em đi á là em vẫn là dân ngân hàng. Và lương của em rất tốt. Cuộc sống em rất dễ chịu, cho nên 2 năm đầu tiên là ăn uống mọi thứ là rất thoải mái. Em chẳng nghĩ gì về tiền hết. Tuy nhiên cuộc đời cá nhân của em, tự nhiên em có một cái biến chuyển là em đi gọi vốn thành công và nhà đầu tư họ cho em 5 tỷ. Thì anh chị biết là từ vai trò một người làm thuê đó, em gánh trách nhiệm của một ông CEO. Tự nhiên doanh nghiệp của em nó lớn nhanh quá, nó phình to quá. Về cái doanh nghiệp của em, về tiếng Anh đó phải không? Dạ đúng rồi. Tự nhiên là em bỏ công việc ngân hàng, lương lúc đấy cũng vài ngàn rồi. Mình qua mình nhận một cái số tiền 5 tỷ và một cái áp lực của nhà đầu tư là khi nào hoàn vốn cho tôi, khi nào mở rộng thị phần, khi nào cạnh tranh. Và đỉnh điểm nhất đó là 2020. Khi lúc đó em đang xây dựng một mô hình kinh doanh, đó là ở thị trường Biên Hòa, Hồ Chí Minh và Đà Lạt là 16 chi nhánh. Mọi thứ đang rất tốt thì tự nhiên tháng 2 2020 Covid nó xảy ra. Tự nhiên Covid nó xảy ra và tất cả chúng ta đều không biết Covid là gì. Và em cũng không biết Covid là gì, thì em nghĩ nó chỉ là một cái gì đó cảm cúm thôi. Chắc 1-2 tuần trong nhà nước lại ok, lại kinh doanh bình thường. Thì lúc đó em đang vừa đầu tư một cái homestay rất đẹp ở Đà Lạt. Với chiến lược của em rất đơn giản là nếu anh Thuận đi học tiếng Anh của em thì bất cứ lúc nào anh Thuận lên Đà Lạt chơi, em thu anh Thuận 100.000 tiền phòng thôi. Thì đó là một chiến lược rất hay, dẫn đến học viên của em họ rất là thích. Thì trong giai đoạn đó, từ tháng 2 đến tháng 5 em vẫn giữ 3 thành phố đó 16 chi nhánh. Và mỗi một tháng các anh chị tưởng tượng là em lỗ khoảng 300 triệu một tháng. Mỗi tháng em lỗ 300 triệu. Quá khủng khiếp. Mà gồng trong bao lâu? Và em gồng liên tục á. Có nghĩa và giai đoạn đỉnh điểm năm đầu tiên á là cứ một tháng em lỗ 300 triệu và 10 tháng là 3 tỷ rồi. Và cứ vài ngày em lại nhận một cái đơn xin nghỉ việc của bạn nhân viên nào đó. Bởi vì lúc đó em giảm lương các bạn. Ngồi trong nhà hết mà. Và mỗi một ngày cái học viên họ than phiền là bây giờ đóng cửa, có dạy online không? Có đảm bảo chất lượng không? Và cứ mỗi ngày cái cầm len nó đến với cá nhân em nó khủng khiếp. Thì em không biết tại sao lúc đó em đổi tính. Cứ Nhi nói cái gì ra là em gay gắt. Cứ ngày nào mọi người tưởng tượng là cứ ngày nào em cãi nhau. Vì đủ thứ loại trên đời hết. Bởi vì lúc đó cái cảm xúc của em không kiểm soát được. Đúng. Bởi vì áp lực về tiền em nó lớn quá. Và em không giống như các cặp vợ chồng khác. Cái giai đoạn bọn em yêu nhau là giai đoạn bọn em khó khăn nhất. Em nghĩ là chắc sắp gãy rồi. Tại có thời điểm mà em nặng lời đến bạn này luôn. Bây giờ cô muốn làm sao? Cô có biết tôi đang làm ăn không? Cô biết tôi stress như thế nào không? Cô biết tôi một tháng tôi lỗ bao nhiêu tiền không? Cô phải thông cảm cho tôi đấy. Bây giờ cô cứ sống như thế này sao tôi sống? Mà mọi người biết là lúc mà yêu nhau mà dùng từ cô tôi là cũng nặng rồi. Thì cái giai đoạn đó là gần như là có giai đoạn là cứ 2 ngày cãi nhau lần. Và em bị vô cảm giác tiêu cực là bây giờ không muốn yêu nữa. Mệt quá. Tại vì vừa áp lực công việc mà áp lực kinh doanh và áp lực từ phía vợ nữa. Thì em không biết lúc đó vợ mình điều chỉnh cảm xúc như thế nào. Bởi vì vợ khóc nhiều lắm. Lúc đó em sao Nhi? Dạ thì có một cái đỉnh điểm là dịch xảy ra xong khoảng em có theo dõi, em có quan sát chồng. Thì một khoảng thời gian sau qua Tết á thì công ty chỉ còn lại 3 người thôi, làm anh Quyền một người nữa. Và lúc đó em đã đề xuất là để em phụ anh, tại vì lúc đó em cũng không thể nào đi làm, cũng không thể nào đến trường được nữa. Thì em phụ anh thì càng phụ thì lại càng xảy ra vấn đề nhiều hơn. Có một hôm làm hai vợ chồng, tại vì không còn văn phòng nữa thì có mở văn phòng tạm tại ở bên nhà chồng, thì em có tiếp xúc nhiều hơn với mẹ chồng. Thì có một hôm thì hai vợ chồng làm công việc xong khoảng 10 giờ đêm thì lúc đó cãi nhau buổi khuya.
thì cái tiền sử của em là cũng có hơi tim nhẹ một xíu, nên là hồi cấp 3 em rất là hay xỉu. Cho nên em cãi nhau quá, em mệt quá, cái em xỉu tại nhà, tại trước mặt mẹ chồng luôn. Thì thế là mẹ chồng để cho em ngủ lại qua đêm tại nhà chồng đó. Lần đầu tiên gọi điện thoại về cho mẹ em xin phép em như vậy. Mẹ em nói để lên đón, mà mẹ chồng em nói thôi cứ để cháu ở đây. Thì sáng mai mẹ chồng có nói với em là cả mẹ em và mẹ chồng em luôn có nói với em là quen nhau mà thấy cực quá, cãi nhau hoài à, thôi thì tạm chia tay đi. Thì lúc đó coi như là em trùng xuống hẳn luôn. Kiểu như em cũng đang cố gắng để thay đổi, để có thể hòa nhập được với ảnh, có thể thông cảm được. Nhưng mà lúc đó em cũng muốn buông, thật sự em cũng muốn buông. Thì lúc đó em không nói gì hết. Quen nhau mà để cả mẹ chồng và mẹ ruột mình nói là chia tay đi, để quen một người nào đó thoải mái hơn, rồi nếu mà còn duyên thì sẽ quay lại. Lúc đó em cũng chuẩn bị buông rồi, nhưng mà ảnh là người kéo em lại. Tại sao em lại kéo như lại? Em có một cái câu mẹ em có nói, có khuyên em là nên chia tay đi không? Mẹ em là người rất thẳng thắn. Mẹ em chỉ nói như thế này này: hai đứa bây giờ chưa kết hôn mà, cứ cãi vã nhiều vô đi. Và cái việc dừng lại nó không phải là chấm dứt đâu, nó dừng lại để cho hai đứa có thời gian nghĩ, dành cho nhau một cái khoảng không gian. Thì và với lại mẹ em với mẹ Nhi rất là tôn trọng cái việc hai đứa chia tay, đó là chuyện của các con. Bố mẹ rất ủng hộ mối quan hệ này. Gia đình em may mắn là em với Nhi rất được ủng hộ từ phía gia đình, rất tạo điều kiện. Nhưng mà khi cái tần suất cãi nhau nhiều quá rồi, là phụ huynh chắc là phải có một cái điểm khoảng lặng, và chính cho hai đứa trẻ này được lựa chọn, chứ không gây áp lực cho bé nó nữa. Thì mẹ em chỉ nói là đàn ông á, thì con sẽ gánh vác trên gia đình mình, đó, câu chuyện tài chính, kinh tế là chắc chắn rồi. Thì bây giờ con coi lại cái thời gian 3 năm vừa qua con với Nhi cố gắng như thế nào cho mối quan hệ này. Thì khi em chững lại nha, em trầm lại, em suy nghĩ lại, thì em mới nghĩ là một cái câu nó rất là đúng á. Khi mà chúng ta muốn từ bỏ, hãy nhớ lại lý do chúng ta bắt đầu. Thì em nhớ lại lý do vì sao em quen Nhi. Bởi vì cái an yên mà bạn này mang lại cho em. Và thực sự nó không phải lỗi của bạn này, bởi vì cái cuộc sống này tự nhiên nó thay đổi bản thân mình. Và mình không đủ bản lĩnh để cân bằng, chứ không phải do lỗi của bạn này. Thì tự khi em nhận ra cái điều đó, thì em điều chỉnh em lại. Tự nhiên em nói với Nhi là thôi em đừng làm với anh nữa. Em đừng làm, em đừng gặp anh á. Nếu mình có gặp nhau thì buổi tối mình nói những câu chuyện vui thôi. Em cũng đừng hỏi kinh doanh của anh ra như thế nào nữa. Tại vì có thể những cái lâu hỏi kinh doanh của anh, của em đó, có khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi. Anh muốn là mình nói cái gì về định hướng, mình nói cái gì về xây dựng gia đình. Thì những cái lời chân thành đó bắt đầu Nhi cũng điều chỉnh luôn. Nhi cũng không tham gia vào doanh nghiệp của em nữa. Là hai bạn tự biết điều chỉnh. Dạ đúng rồi. Đến gọi là cuối kỳ của năm thứ tư á, là hai bạn đã tự điều chỉnh được. Để rồi không có mất nhau. Dạ. Đúng không? Dạ. Cho nên là các bạn là thực sự là đã tự chọn lựa. Đúng không? Chọn yêu thương để rồi các bạn được hạnh phúc. Đúng không? Dạ. Đúng không? Lúc mà quen nhau cho tới thời điểm này là hơn 6 năm, gần 7 năm, thì hai đứa em vẫn giữ được một cái cam kết với nhau là dù có cãi nhau như thế nào thì buổi tối cũng phải tự mà làm lành với nhau trước khi đi ngủ. Tại vì không có muốn đem cái gì buồn bực tiêu cực đi lên trên cái giường. Thì hôm đó mẹ nói như vậy rồi, mẹ chồng nói là chia tay đi. Rồi tối hai vợ chồng ngủ chung thì cũng mỗi người một niệm, chung phòng mỗi người một niệm. Sáng mai lại ảnh lại dẫn em đi ăn sáng. Mẹ chồng nói hai đứa bay đóng phim Hàn Quốc hả? Đó, cứ đóng phim Hàn Quốc, nay đóng khóc lóc, mai lại cười, cứ suốt như vậy cho tới khi kết hôn. Tức là cái lần đó là cái lần chia tay chớm đó đúng không? Chớm và cũng nhờ cái cú xỉu đó. Nhờ cái cú xỉu đó mà hai vợ chồng dạ, lại có thể là có xỉu đó cho nên không ai nói gì ai nữa, đúng chăm chưa? Sóc cho em thôi. Và em thấy là may mắn nhất đó là khi có sự chứng kiến của hai gia đình luôn. Chứ không phải là do hai đứa em là trẻ con hay em cãi nhau nữa, mà đây là mình cãi nhau và bố mẹ mình nhận ra cái điều là bây giờ hai đứa tự điều chỉnh đi. Không ai giúp được hai đứa đâu. Nhưng mà như vậy là vợ em nó quá giỏi. Tại vì cô bé này còn nhỏ tuổi. 24 mà đã tự lúc đó thì có 22, 23 à. Mà tự điều chỉnh được cái cảm xúc và cái cách để mà có thể điều tiết được mối quan hệ là quá hay luôn. Nếu như vậy thì mỗi cô bé cùng trang lứa mà không có được những cái điều kiện đó thì thật sự là rất khó. Vậy thì sau khi cưới có đứa con đầu tiên thì cái việc mà điều chỉnh sau sinh á, có tự làm được không? Thực ra là sau khi sinh một tháng, sau khi sinh bé 2 tuần thì em có phải
đưa chồng đưa em đi cấp cứu ngay trong đêm. Tại vì em bị đau ruột thừa mà em không có biết. Em chỉ tưởng 2 tuần mới sinh xong. Đúng 14 ngày. Em cứ tưởng là bị đau dạ con. Thì em cũng có nhắn tin hỏi bác sĩ em có uống thuốc giảm đau này kia. Tại vì cho con bú mình cũng không có được uống tầm bậy. Tôi sinh nhiều. Mà hôm đó linh cảm như thế nào mà chịu hết nổi rồi, nhờ bà ngoại lên chăm bé. Thì 1 giờ sáng ảnh đưa em đi thì đúng 1 giờ 30 phút xong thủ tục và đô mổ gấp liền lập tức luôn. Bác sĩ nói chỉ cần trễ khoảng nửa tiếng hoặc tiếng thôi là nó bể ra, nó rất là nguy hiểm. Thì mổ xong phải thông 2 cái ống dịch, nó rất là nhiều, ra chảy ra ngoài. Thì tập đi, tập đứng mà nước mắt cứ rớt thì phải cố gắng để về với con. Thì sau đó vẫn chưa có kết thúc cái biến cố thì nó khoảng 3 tháng, 1 tháng sau thì bé nhà con nó đi tiêu ra máu. Thì sao? Đưa hết đi 8 cái bệnh viện. Bác sĩ có chuẩn đoán bệnh, có cho uống kháng sinh nhiều mà uống kháng sinh rất là sót con. Nhưng mà càng uống con nó cũng không có cầm, càng uống sữa mẹ vô con cũng không có cầm. Thì em có bị stress sau sinh. Em cứ nhìn thấy đồ hoặc là nhìn thấy cái gì đó trước mắt là em lại đập phá. Em chui trốn trong nhà tắm, em khóc, em đập, em này em kia. Xong rồi chồng thấy vậy cũng lo lắng. Rồi mỗi lần ảnh mà nói cái gì với em là em quát lên, em hết cả nhà luôn. Em nhốt con với em trong phòng, em khóa cửa lại. Mẹ với chồng đập cửa mà cũng không có được. Thì tự bản thân mình tự điều chỉnh, tự cầu nguyện, tự làm hết mọi thứ để có thể vượt qua cái đó. Nhưng mà có một điều mà em cảm thấy vẫn hạnh phúc, biết ơn đến thời điểm này là chồng là người giúp em vượt qua cái đó. Chồng ở nhà chăm sóc, ủi an, không có một cái lớn tiếng nào. Dù em có chửi, em có cấu xé, em nói chung là làm đủ thứ. Thì mình suy nghĩ trong đầu một câu: chồng mình đã như vậy, đã thương mình như vậy, đã có mọi người giúp đỡ mà mình còn không tự vượt qua được thì không ai giúp mình được nữa. Nhưng mà em bé là có đi bệnh viện không? Dạ, hay là có. Điều trị như thế nào, bao lâu thì mới hết? Dạ thì bé vẫn uống sữa mẹ đến lúc tháng thứ 6 thì vẫn không có hết, càng uống sữa mẹ. Và em cứ tưởng là do bản thân em ăn đồ không có tốt nên em bé đi như thế. Thực ra là em cho ngưng một 10 ngày để uống sữa ngoài. Tại vì sữa ngoài thì chắc chắn sẽ không đi nữa. Mà càng uống càng đi, một ngày đi khoảng 15 lần, cứ đi máu như vậy đó. Mà máu tươi luôn, như mình hút máu ra vậy. Thì em mới nói với bác sĩ, thì bác sĩ nói là con bị dị ứng sữa, bị dị ứng đạm bò, dị ứng đạm sữa bò. Xong sau đó phải uống sữa thủy phân toàn phần, nó xung sữa đặc trị cho bé, rất là đắng, rất là hôi, không uống được. Bé không chịu uống, phải đút từng muỗng, cũng không uống luôn. Mỗi lần cho con uống mà nước mắt em cứ rớt, em lại vô khủng hoảng lần hai. Xong sau đó em đi tìm sữa khác cho con, nhờ bạn ở bên Pháp, nhờ bạn ở bên Úc tìm sữa cũng có những cái bệnh như giống con mình, thì có gửi về cho em một cái hộp sữa gấp trong ấy, trong tức tốc khoảng một tuần là về đến sữa đến nơi. Thì cho con uống thì chỉ cần uống hai lần thôi, con đi bình thường lại. Trời, mừng quá. Trời, cái hiệu đó là hiệu gì cơ? Dạ là Novalac của Úc. Pháp. Novalac. Dạ, sữa đạm nói, gạo. Biết sao mình nói để cho ví dụ những bà mẹ có những đứa con giống vậy để họ biết. Có, Novalac. Em có một người thân đây này đó, Novalac đạm gạo của Pháp. Của Pháp, Novalac đạm gạo của Pháp nha mọi người. Em đã từng có người thân mà em bé đã từng bị như vậy. Mà coi như là vì dị ứng đạm bò. Và cũng phải loay hoay. Bây giờ bé 11 tháng cũng chưa có ăn được cái gì từ phô mai, từ sữa bò, từ thịt bò lại ngứa. Chỉ ăn được những cái không làm từ cái sữa bò đó. Bây giờ phải từ gạo nè, từ đậu nành nè. Khoảng 3 tuổi thì bé sẽ hết, nhưng mà em cũng hơi kệ. Em cũng không bao giờ. Không có sao chứ, bây giờ rất là nhiều cái loại thực phẩm hữu cơ tự nhiên đó. Nhưng mà lúc đó em có biết vợ mình bị trầm cảm sau sinh không? Em biết mà đúng không? Thực sự nó có một cái điều là em may mắn là em là con út trong một gia đình, em có 3 người anh chị nữa. Thì 3 anh chị đó là mình quan sát cái cuộc sống hôn nhân của họ. Và trước khi em lập gia đình á, thì mẹ có nói một cái câu như thế này, mà em nghĩ là khi em nghiệm lại đúng rồi. Tại thực sự là em lớn tuổi hơn Nhi thì cái trải nghiệm của em và cuộc sống nó sâu sắc hơn xíu. Mẹ em chỉ nói là nếu mà hôn nhân á, thì không có gì quan trọng bằng sự hy sinh và tha thứ, chứ không phải tình yêu đâu. Lúc nào con nghĩ con hy sinh được á, thì con cứ hy sinh. Thì em khác người đàn ông khác là lúc mà Nhi sinh á, thì em nói với bác sĩ á, là cho em vô, em đỡ sinh với vợ. Là trong phòng sinh là có bác sĩ, có dưỡng sinh và có em. Nghĩa là mình quan sát vợ mình đau từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối, tại vì vợ may mắn sinh thường. Và mình nhìn cái cảnh đầu tiên là đứa con nó được sinh ra như thế nào. Thì những cái điều đó trong mỗi ngày, vợ dẫn con đi bệnh viện, bất cứ lúc nào mà em đang đi làm, em đang kinh doanh nhá, mà vợ chỉ nói là anh ơi, bé đi ngoài nữa rồi, anh về đi bệnh viện, là em bỏ hết việc, em không quan tâm kinh doanh nữa. Và thật sự em cũng mong muốn là khi em lập gia đình á, thì em nghĩ là phải hy sinh. Dẫn đến là em luôn có một cái tâm niệm là trong một buổi khuya đó,
vợ em có thể thức giấc 2 lần thì em phải thức giấc 1 lần. Và em làm điều đó liên tục trong vòng 6 tháng. Và bây giờ này, cứ tầm 4 giờ rưỡi sáng Yên thì em nó dậy rồi. Tại nó đi ngủ lúc 7 giờ rưỡi. Thì 5 giờ sáng nó dậy mà lúc đấy vợ mệt rồi. Tại vì vợ phải cho bé uống sữa khuya. Thì tầm 5 giờ em lại chăm. Thì đối với em á, là em biết vợ em bị stress mà. Cho nên em luôn nói với em là có bạn có la mình cái gì thì mình cũng im cái miệng mình lại. Mình phải tự tâm niệm như vậy. Tại vì nếu lúc đó, tại vì thật sự nếu mà anh Thuận với chị Vân biết, ở ngoài thị trường em là diễn giả, em là doanh nhân mà em nói ngoài đó, nói ngoài được. Dạ, có nghĩa là em có khoảng 100 bạn nhân viên cấp dưới mà em hét ra lửa. Nhưng mình không được mang cái điều đó về nhà. Đúng. Mình không được lấy cái quyền mình làm chủ hay là mình làm tài chính mình phản đối vợ mình. Cái thứ hai nữa là có một điều em thấy là em vui và em lựa chọn đúng. Có nghĩa là mẹ chồng em nói, mẹ vợ lúc mà cưới thì mẹ vợ nói với em là thôi mẹ xin con về ở với mẹ. Nghĩa là em đang ở bên nhà Nhi. Tại vì em biết là khi mà vợ em về nhà ngoại đó thì chắc chắn vợ em sẽ vui. Và em sẽ hy sinh được điều đó. Tại vì phụ nữ mà lúc sanh á, lúc nào mà có mẹ của mình ở bên cạnh á, mẹ ruột á, sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Có những cái điều mà mình không thể chia sẻ với ai khác ngoài mẹ. Dạ. Thì khi bất cứ lúc nào mà em với Nhi căng thẳng quá đó, thì may mắn em lên, em nói là mẹ ơi, cho con đi ra ngoài đi, mẹ lên giúp con đi. Bây giờ con, chứ bây giờ mà con lên nữa là bẻ. Rất may mắn là mẹ hiểu, mẹ nói là thôi rồi mày đi ra ngoài đi. Tính Nhi tao biết, mày cứ từ từ đi nữa im à, mày cứ nhỏ nhẹ im. Thì tại sao chứ em biết chắc chắn nếu mà Nhi ở bên nhà nội, nhà vợ mẹ em thì khoảng cách mẹ chồng nàng dâu là có. Đôi khi mợ Nhi sẽ không chia sẻ được. Đúng rồi. Cho nên cái việc mà em chấp nhận là em ở bên ngoài là giúp cho cái việc lúc nào mẹ con mà thủ thỉ với nhau, đi chơi với đúng nhau, chăm bé với nhau. Chị... Nên là cảm xúc của Nhi mỗi ngày nó tích cực lên, tích cực lên, tích cực lên. May mắn là ông chồng là... quá tâm lý. Lúc mà Nhi bị cái trầm cảm sau sinh là Nhi ở với mẹ ruột á. Con xí ngầu nhà chị biết nó nói không? Mẹ mà không sang cái lúc con đi sanh á là con không đẻ, nói trước cho mẹ biết. Mà áp lực chị vậy luôn á. Là sống chết gì bỏ hết mọi thứ là phải qua để chứng kiến nó lúc nó đẻ. Rồi thôi vui vẻ quá rồi, bây giờ tới cuộc sống hôn nhân đi. Cái phần mà gọi là chưa hài lòng về nhau đi. Hai vợ chồng chắc coi chương trình này nhiều rồi đúng không? Thấy tới cái phần hấp dẫn rồi đúng không? Đến cái phần nào mà mình cần phải gọi là tiếp tục để mà mình gọi là chỉnh chu lại để cho hai người hoàn thiện nhất có thể mà trong mắt nhau gọi là tật xấu đó. Thôi bây giờ Nhi nói trước đi. Nôn nao quá. Dạ thật ra thì cũng không phải là tật xấu gì quá xấu. Có hai cái, suy nghĩ ra là có hai cái. Cái đầu tiên là về vớ, đôi vớ mình hay mang. Thật ra là không phải là ảnh ở dơ mà vớ hôi, không phải. Mà là mỗi lần ảnh hay đi ra ngoài, chỉ cần đi ra ngoài là ảnh sẽ phải mang giày. Anh giày đi làm, đi nói talk show hoặc đi bất cứ ở đâu, ảnh cũng sẽ mang giày và phải mang vớ. Thì nhưng mà mỗi lần mà bước về nhà đưa vớ cho con, đưa vớ cho em giặt á, thì dường như em chỉ thấy hầu như 10 lần thì hết 8 lần chỉ còn một chiếc. Không chiếc phải thì cũng chiếc trái, không chiếc trái thì cũng chiếc phải. Mất hồi nào không biết luôn. Em mất ở chỗ nào? Không, em đi về nhà em mới mất, không biết vì sao là... Mà ở nhà ai lấy? Em cũng không biết. Ở nhà thì em là người giặt đồ, đem đồ đi giặt, đem đồ đi phơi. Có máy sấy thì đâu có phơi ở ngoài xào đâu mà người ta lấy hoặc nó bị bay. Mà cứ mỗi lần bỏ vô máy giặt xong rồi, tại vì bỏ đồ vô máy giặt em cũng không có kiểm. Chừng nào lấy ra phơi thì em mới kiểm thôi. Là bao giờ cũng mất một chiếc? Bao giờ cũng vậy, chỉ hiếm lắm thì mới còn đủ hai chiếc. Mà chắc hai chiếc trái với phải cũng khác màu nữa. Xong rồi em cứ nói ảnh hoài, em nói anh cũng không biết đâu. Thế xong rồi em mới nói vậy thôi. Bữa sau em đặt trên app á, hàng sale 150 đôi em về em để tủ. Một đôi y chang nhau. Dạ không, giờ... 50 đôi cỡ trung, 50 đôi cỡ thấp, 50 đôi cỡ cao đó. Để thì đó nhá. Để mà mình có thể mất cái này. Là bây giờ có mất dần không? Dạ cũng vẫn mất như thế. Không, cái đó là một cái vấn nạn chung của tất cả những cái cặp gia đình mà có ông chồng đi vớ nhiều em ơi. Cái đó nhà chị em cũng đi vớ nhiều nè. Không, mà sao không mất? Luôn luôn chị là cái người mà lúc đó chị sắp xếp đồ đạc mà tủ vớ là luôn luôn nó sẽ lòi ra khoảng 10 cái chiếc lẻ. Dạ. Mà mình không biết là cái kia nó ở đâu. Dạ tại vì em khó chịu đến cái mức là mỗi lần anh đi công tác đêm khuya khoảng 9-10 giờ thì ảnh mới đi tìm đôi vớ để soạn đồ quần áo, mà 9-10 giờ em có thể chạy đi mua vớ cho ảnh được đâu. Cho nên là em cứ mua về sẵn đó. Anh mất cũng không, vô chổng lấy đôi mới đi. Không, giải pháp rất là thông minh. Là 150 đôi. Tức là 50 đôi y chang nhau. Em hiểu không? Để có mất cái này vẫn còn cái kia, không có vấn đề gì luôn. Đúng rồi. Sáng trắng đen. Đúng, đúng. Bây giờ vợ em bà cũng mua một lần mấy chồng. Đúng rồi. Mà em cũng không có mua vớ xịn đâu, vớ dưới 10.000 một đôi thôi, tại mang có lần hai lần. Đúng rồi. Bây giờ nhiều vớ nó rẻ tiền lắm. Tới nỗi bây giờ con Đức Yên của em mới có 11 tháng
cũng y chang cha. Cũng mất vớ luôn. Sáng em mang cho nó, xong trưa em gom đi giặt đồ, em thay vớ mới cũng còn có chiếc. Mẹ hỏi con quăng đi đâu rồi? Mà giờ biết trả lời đâu mà trả lời. Cũng bây giờ còn bé xíu mà cũng y chang ba lắm. Trời đất ơi, về nhà là mất vớ. Bây giờ cái đó thôi mình đừng xếp vào tật xấu mà là vấn nạn rồi. Dạ. Vấn nạn chung của cả xã hội rồi. Hiểu không? Giờ rồi, tìm giờ cái khác đi, tìm cái khác mà chưa tốt nữa đi. Ăn uống có dễ chịu không? À, vụ ăn uống nữa là thêm một cái nữa là thành ba nha. Giờ còn thứ hai. Cái thứ hai đó là rất khô khan. Khô khan, không phải lạnh lùng thì không hẳn là lạnh lùng, nhưng mà không có mềm yếu. Anh chỉ có mềm mỏng là... chứ dạ, mềm yếu đúng không? Dạ, anh chỉ có tin là 6 năm nay, gần 7 năm nay chưa bao giờ nói anh nhớ vợ hoặc là anh nhớ em hoặc là anh nhớ Nhung. Nhưng mà cũng chẳng nói yêu luôn. Nhưng mà tối thì có nói là kiểu thương, có thương vợ, thương em. Vậy mà enjoy được những cái mà người ta đưa cho mình, những câu nhắn rồi những cái hộp cơm này cái nọ mà mình không có đáp lại. Nghĩa là cảm nhận nè, nhận trong cái tờ. Có một lần lúc mà quen nhau, em phát hiện ra đó là ngày 8 tháng 3 có tặng cho em một cái lãng bông rất là bự. Em đang học trong trường á, thì có shipper giao tới, nhắn em ra lấy luôn. Nhưng mà về em điều tra, em nói ủa sao đồng nghiệp của anh cũng cúng bó một bó bông như thế. Thì ra em mới biết là do công ty tặng nhiều, xong rồi đem tặng lại dành còn dư một cái tặng cho em đã tốn tiền dễ mua. Sợ chưa? Quá dữ. Không, cũng một trong đôi chuyện em. Dạ. Chứ nhiều khi cái bó bông nó đẹp quá. Mà tự nhiên mình đúng không? Dạ. Tự nhiên cái mình đem mình đi ra mình bỏ cái đó để mình ra chợ mình mua một cái mới. Cái đó nó gọi là sáo rỗng. Dạ. Cho nên là mình nhưng vấn đề là tấm lòng. Dạ. Từng trong cái bông đó là gửi gắm cái tâm hồn của mình. Trước câu chuyện đó thì em có nói với anh em không có thích bông, cho nên anh không có bỏ tiền mua bông. Thay vào đó là anh để hết tiền một năm tặng mấy cái lặt vặt, dẫn em đi du lịch, trả hết tất cả mọi chi phí. Thì anh chỉ hành động thôi, ít khi nào nói lắm. Rồi, thôi cũng phải ướt át, tương lai là phải ướt át chút xíu. Rồi, ví dụ ăn uống sao nè? À, còn ăn uống thì một ngày phải đúng ba món, canh có, rau luộc, rau xào và món mặn. Thì lúc mà em ở Sài Gòn á, 7-8 giờ tối mới đi làm về, em cũng không có làm kịp nhiều cái món như vậy. Nhiều khi nghĩ trong bụng, trời ăn gì mà khó khăn quá kiểu như thế. Nhưng mà thật ra là bản chất cái cơ thể của anh phải ăn đồ mát. Cho nên là dần dần thì cũng phải tập quen, cố gắng dù có trễ cỡ nào cũng phải đủ như vậy. Cũng phải đủ ba món, ba cái loại như vậy mỗi ba loại rau chứ không. Còn một loại rau mà ba món được không? Dạ không, phải có rau luộc, phải có canh và phải có đồ mặn, phải có rau luộc, rau xào rồi đó. Thì đó mới nói là một loại rau mà ba món được không? Dạ. Hay là phải ba loại rau? Ba loại không rau có ngán nha. Ăn lúc nào một loại rau này chị nói em nghe là rau muống xào tỏi. Cái rau muống đó em luộc. Em luộc mà em bỏ miếng cà chua vô trong trong cái nồi đó các thứ là được món canh rau muống nữa đó. Là canh đó, là canh luộc rồi đó. Mà phải là luộc lên hoặc xào chứ cũng không ăn dạng salad nữa em. Thì hiện đại hơn được. Ăn salad trộn này kia. Tức là ăn cái gì cũng phải có rau. Dạ, đúng không? Tới nỗi mà đi ảnh đi du lịch hoặc đi công tác chung là em phải có một cái nồi đem theo chén bát đũa bỏ vô vali để ra ngoài tận đó mua rau về luộc cho rau. Còn nếu là có bữa nào mà không có rau thì ổng thì sao? Dạ có thì phải vô quán ăn phải hỏi người ta nay chị có bán rau không, có thì mới vô ăn, không có thì không ăn. Có nghĩa là bữa ăn phải phụ thuộc là rau đó. Không có rau ăn không được, đúng chưa? Rồi cái đó cũng hơi xấu thôi. Không, cái đó cũng cũng được được á. Không đến nỗi xấu đâu chị. Không đến nỗi đó. Ừ, không sao đâu, sao đâu. Đâu bây giờ ngược lại coi nè, giờ ngược lại coi nè, cổ nè sao nè. Thực sự thì may mắn là trong quá trình yêu nhau cãi nhau nhiều quá rồi. Và mình hai đứa nhận ra là cãi nhau toàn những thứ lặt vặt thôi. Khác quan điểm, khác định hướng, khác lối sống. Cho nên khi mà kết hôn á, thì thật sự là bọn em kết hôn có 2 năm. Nhưng mà trong liên tục 6 tháng vừa qua á, bọn em chưa hề cãi nhau bất cứ điều gì. Và em có điểm mà em nghĩ là điểm yếu của em luôn. Chứ không phải, nghĩa là em rất là thẳng thắn. Trong tất cả mối quan hệ xã hội em thẳng quá. Em nhận ra như vậy, nghĩa là đối tác, nhân viên, khách hàng, em chỉ chọn lựa những người nào em chơi thôi. Những người nào khác em không chơi. Và đôi khi em lại về em cứ nói vợ theo tính chất là ông chủ nhân viên á, mà mình điều tiết không kịp thì có những giai đoạn là Nhi rất khó chịu với em đó. Anh đừng có nói chuyện với em kiểu đó. Thì em mới nhận ra là tại sao vợ mình phải dùng cái ngôn từ nhẹ nhàng hơn xíu, nhẹ nhàng hơn xíu, nhẹ nhàng hơn xíu. Rồi bây giờ tóm gọn lại đi, là tật xấu của cô ấy là cái gì? Tật xấu của Nhi thật sự đối với em là em luôn có cái cảm giác cảm ơn. Tại vì hiện nay em luôn cảm ơn Nhi là đang rất nhiều thời gian để chăm bé Yên và chuẩn bị là bọn em có một bé thứ hai. Những cái gì mà Nhi không hài lòng với em á thì em luôn nói với Nhi là em nói ra cho anh biết để anh sửa. Chứ Nhi em đừng có giấu những cái đó. Cái thứ hai nữa là anh thấy Nhi tôn trọng cuộc sống và kinh doanh của em. Chưa bao giờ bản hỏi em là gặp cô bé nào hay làm anh như này. Em lạc đề rồi, em lạc đề rồi. Em lạc đề lâu lắm, xa lắm. Bây giờ lạc đề mà lạc trôi luôn. Lạc trôi đó. Bây giờ cái tật xấu, cần em kể xấu cô ấy. Thật sự đối với em, vợ em chỉ là đôi khi khác quan điểm thôi. Khác quan điểm cụ thể. Khác quan điểm là em không thích. Thật sự em không thích xe hơi, em không thích đồ.
Nhưng vợ em nói anh ơi mình mua này được không, mua này được không. Em nói cái này em quyết định đi. Tại vì thật sự cái quỹ thời gian của em nó có dài hạn. Chỉ vì bây giờ đối với em là Nhi chỉ cần ở nhà chăm con, lo lắng gia đình. Và em mong muốn á, là chỉ cần vợ em sau này sinh đứa thứ hai xong với bé 3-4 tuổi á, thì em rất cố gắng là vợ em được quay trở lại công việc để vợ em phát triển sự nghiệp. Còn 6 tháng vừa qua thực sự là em không tìm ra cái lỗi nào của vợ em hết. Tại vì cô tóm lại là không có lỗi, không có tật xấu đúng không? À, hay la con không? Này, đó, cái này cô chị Vân nói đúng. Cho chị hay quá vậy. Hay có nghĩa là đối với em á là 9 tháng nay em tại vì có con là cái điều tuyệt vời nhất. Rồi bây giờ sao có la con không? Thì bạn này bạn hết la con. Mỗi lần la con là mình khó chịu. Em nói của em. Bé nó chưa ăn thì từ từ nó ăn. Bé nó chưa ngủ thì từ từ nó sẽ ngủ. Sao em cứ la bé là chi vậy? Ủa Nhi, mỗi lần em la con em la làm sao Nhi? Sao con chịu ngủ đi? Mà con hét không? Con hét không? Con muốn gì con nói cho mẹ biết. Nói vậy không phải la. Nói như vậy là có những thời điểm mà 2 giờ sáng bé nó không ngủ. Em có nạt là bạn này bạn mệt rồi. Bạn này bạn mệt, bạn la lên. Bây giờ ngủ không? Em nói em 12 giờ sáng nó ngủ để cho anh ngủ với em. Nhưng mà lúc đó em cáu nha, tại vì ngày mai em có cuộc họp quan trọng mà cũng 2 giờ sáng. Mà lúc đó em cáu với em luôn. Bây giờ em có chăm nó được không? Em không chăm được, anh đưa xuống cho bà ngoại chăm. Thì lúc đó em gay gắt thật. Tại vì lúc đó mọi người biết là mới ngủ có 2 tiếng à. Bạn này cũng mệt, em cũng mệt mà vì cảm xúc thôi. Cuối cùng cả ba cùng mệt. Mà cuối cùng không hiểu sao bạn này bạn được điều chỉnh. Bạn nói thôi, bây giờ em đi ngủ, anh chăm. Thì lúc đó em nói ok, em lên giường em ngủ đi. Anh dẫn nó qua phòng khác, anh vỗ cho. Thì tự nhiên 10 phút sau nó ngủ. Tại bạn này la ngủ luôn. Mẹ nó ngủ luôn. Rồi em cũng ngủ ngon luôn. Không, em ngủ luôn. Em ngủ ba cái tật là gì? La con. Dạ đúng rồi, chỉ bà có cái la con thôi. Thật dạ. Ra bà la trong cái hoàn cảnh đó cũng thông cảm cho bà. Dạ. Có hai ba giờ khuya bà mệt tại nữa. Vì, thực ra nhà em á là bé Nhi á là nó quá hay đó. Dạ. Tại vì biết sao không? Lấy chồng á là tức là yêu là từ lúc nhỏ. 19 tuổi. Chồng thì lại lớn hơn gần một thập kỷ là cái quan điểm nó khác nhau dữ lắm luôn á, đúng không? Dạ. Rồi sau đó là phải có bầu sanh con mà con lại gặp những cái đúng bệnh rồi. Mà bệnh hiếm gặp như vậy á, rồi lại bị trầm cảm sau sinh, bản thân mình cũng bị tai nạn về cái ruột á, đúng không? Quá nhiều những cái mà Nhi phải trải qua, Nhi phải tự điều chỉnh điều tiết bản thân mình. Thành ra là chị nghĩ á, là nãy giờ là em tâm sự là chị hiểu được là em sẽ phải làm như thế nào để mà em điều tiết được cái quỹ thời gian của em cho vợ và cho công việc rồi. Cho nên rằng á là chị chỉ mong là về phía Nhi á, thêm một đứa nữa, thêm một đứa nữa là Nhi phải bắt đầu, Nhi phải tự kỷ ám thị từ bây giờ là mình sẽ phải gặp rất 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 nhiều những cái mà mình phải vượt qua, rồi mình phải điều tiết nữa. Cho nên thôi thì á, mình khổ trước sướng sau. Tại vì cái hạnh phúc á hoặc là cái phước nó đến với mình ở lứa tuổi nào cũng là phước và cũng là một cái hạnh phúc mà không thua gì lúc trẻ hay lúc già. Đúng chị. Thành ra là bây giờ á mình có hai đứa vốn liếng mình đầy đủ, đúng không? Mình còn sức, nó còn sắc để mình chăm con. Đến khi con nó được 2-3 tuổi rồi bắt đầu mình renew lại bản thân, mình renew lại sự nghiệp các thứ này cái nọ, cứ nhìn mọi thứ nó tích cực, đúng không? Và nếu có thể thì cố gắng trong thời điểm này mình gọi là nhường chồng cái quỹ thời gian một chút để chồng tạo dựng cái sự nghiệp cho nó vững hơn, chắc hơn. Đó thì cái đó là cái chia sẻ rất là thật lòng. Thì thực sự em cũng có một cái tâm niệm khi em đi làm á, cố gắng mỗi ngày từ 8 giờ sáng gõ mém công việc, đúng 6 giờ tối là phải về nhà ăn tối với vợ và phải có 2 tiếng nói chuyện với con. Mà em cảm nhận là từ lúc bé Yên sinh ra đến thời điểm này 11 tháng là khi em với Nhi bước vào phòng cùng bé Yên á là bọn em luôn có tiếng cười. Dẫn đến bây giờ mọi người, nếu mọi người theo dõi Facebook của em á, là bé Yên nó có một đặc điểm là nó rất tươi. Nó cứ gặp ba mẹ là nó cười và nó rất sáng luôn. Thì em mới thấy là công nhận cái việc mình điều chỉnh bản thân mình mang tiếng cười trong gia đình á, thì cái thành quả là đứa con của mình nó sẽ có một cái phản ứng rất tích cực. Đúng rồi. Và nó hình thành tính cách của trẻ luôn. Cho nên em mới nói với Nhi là đã cãi nhau hay là gì đó vui lòng qua bàn phát và phải xác định là mình cãi nhau vì cái gì. Đúng. Nếu mà anh sai vậy thôi em nhỏ tiếng với anh xíu, còn nếu anh đôi khi anh lấy cái quyền làm chủ quá, anh nói em nó nặng thế quá, em cũng bỏ qua cho anh. Thì bọn em được cái là bọn em trao đổi liên tục, bọn em cập nhật liên tục và bọn em luôn nghĩ về cái tương lai dành cho gia đình. Dẫn đến là những cái việc nhỏ nhỏ mỗi ngày phát sinh va chạm hai vợ chồng gần như bọn em đã vượt qua được rồi. Em phải nhớ là khoảng chừng chưa tới một chục năm nữa đâu ha, là bà chủ tương lai ngồi kế bên em đó. Không có thua gì em đâu. Trời ơi, hơn thua rất nhiều. Em tưởng tượng đi, Yên mà nó lên tới lớp 12 đó là em bằng tuổi anh. Trong khi anh ở độ tuổi này con anh nó mới lớp 2 đó. Thành ra lúc đó nó sẽ tuyệt vời. Em sẽ dành được rất nhiều thời gian cho những chuyến du lịch nè, cho sự nghiệp chứ, sự nghiệp nè. Chắc chắn mà con của mình nó là đang ở độ tuổi bao nhiêu trưởng thành. Cảm ơn hai đứa rất nhiều đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son.